Xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Chào mừng các bác đã đến với cửa hàng em Tuấn Audio. Tiếp tục hôm nay lại nên cho các bác là một cái đôi loa đến từ cái thương hiệu là Martin Audio. Với cái dòng loa này thì khẳng định với các bác là nó là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng nhá, bây giờ đẳng cấp. Thì hiện tại đây là một cái mẫu thùng loa bên phía cửa hàng em Tuấn Audio đã lên gióng cho khách. Đấy. Bên phía bên trong là một cặp bát đến từ cái thương hiệu của RCF cũng như là kết hợp với cả một cái mẫu chép kèn JBL. Đấy, bác khách chơi rất là lịch sự nhá. Đấy, thích vừa thích RCF vừa thích JBL, thế nên là bên cửa hàng em Tuấn Audio đã nên ráp cho bác khách gióng loa theo cái yêu cầu của bác. Với cái thùng loa thiết kế thì được làm hoàn toàn bằng cái khuôn hình đứng này. Cái thứ hai nữa là có quai sách bên trên các bác nhá. Với vẻ mặt đằng trước thì các bác có thể thấy là một cái thương hiệu là Martin Audio. Đấy, cùng với cả những cái lớp lưới sắt, anh em hay còn gọi là lớp e-căng. Con này thì cho chúng ta một cái thiết kế thon gọn về đằng sau cũng như là có hai cái lỗ thoát hơi bát ở phía đằng sau này nha các bác nhá. Con này thì sau khi mà lên cái thùng xong thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là một bọn em cũng đã đo những cái công suất và những cái độ nhạy của chiếc loa. Đấy, sau đó là thông báo cho anh em này. Đây như là con này là 450W yêu cầu này, cũng như là về cái độ nhạy của nó là 97 dB, điện trở kháng đánh mức 8 ohm nha các bác nhá. Nói chung là bên em ráp hỗ trợ cho anh em từ A đến Z. Với một cái mẫu loa như thế này thì hiện tại bên em đang ráp cho bác khách là 4.800.000. Đấy, so với bên ngoài thị trường thì anh em mua một chiếc loa nó rơi vào khoảng là 6-7 triệu đồng. Nhưng mà công ráp của bọn em thì bọn em không lấy, bọn em chỉ có lấy là tiền hàng thôi nha các bác nhá. Thế đây là một trong những lợi thế của các bác và anh em khi mà đến với cửa hàng em Tuấn Audio. Đấy, một kiểu thiết kế thùng loa rất là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ test cho các bác nghe một cái đoạn nhạc. Đấy. Trên chiếc loa có giá là 4.800.000 đây. Khá là hay của đôi loa đúng không ạ? Và giá chỉ có 4.800.000 thôi. Thì các bác đã có ngay một cái mẫu loa đấy, phù hợp theo những cái yêu cầu của các bác nhá. Và hiện tại bên nhà em còn rất là nhiều những cái mẫu mã sản phẩm như là bát neo, bát thường, rồi là chép, leo, đủ các thể loại. Miễn sao là các bác có cái nhu cầu ráp, muốn ráp theo kiểu như thế nào đấy, mình thì bên em sẽ ráp lên gióng loa cho các bác nhá. Giá rất là rẻ so với bên ngoài thị trường. Và bên em không lấy tiền công đâu, bên em chỉ lấy cái tiền sản phẩm, bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác nhé. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo lần sau.